Hello cả nhà nha, em chào chị Hương TK. Rồi các chị đẹp ơi, chị nào đang xem live chấm bài lên giúp em nha mọi người. Hôm nay xả kho nha các chị đẹp. Em xả kho hết áo bà ba bông giá 49.000 một áo. Áo bà ba bông giá 49.000 một áo nha mấy chị đẹp ơi. Rồi sau đó em xả đồ bộ áo len ha, là đồng giá 3 món 100. Rồi chị đẹp nào mình đang xem live chấm bài tương tác chia sẻ like nha. Giá bán là giá chỉ chia sẻ like thôi nha mọi người. Giá bán là giá chia sẻ like nha các chị đẹp. Các chị nào mình đang xem live chấm bài lên giúp em đi mấy chị ơi. Em sẽ like áo bà ba bông trước nha các chị. Áo bà ba bông là bình thường bán 60.000, hôm nay xả 49.000 một áo. Chị đẹp nào mình đang xem live chấm bài tương tác và chia sẻ like lên giùm em nha. Rồi em like hai điện thoại luôn. Mọi người ơi, xem like chấm bài lên giúp em đi mấy chị đẹp gái ơi. Rồi em like áo bà ba bông trước nha, còn lẻ size em xả hết 49.000 một áo. Chị đẹp nào mình xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giùm em. Cái này sao nó mờ vậy ta? Em chào chị Liên. Rồi mấy chị mình ơi, xem like chấm bài tương tác nha, chia sẻ like vô giùm em nha. Rồi xả kho bồn đồng giá 49.000 một áo bà ba bông nha các chị. Em lên áo bà ba bông trước nha. Đồng giá 49.000, các chị đẹp xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giùm em nha. Chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em. Còn lẻ sai nên em sale hết để về hàng mới nha mọi người. Em chào chị Ngọc Ánh Nguyễn, chào em Trang Miêu. Chị nào đang xem bên nhóm chợ đó mình chấm bài lên giúp em nha các chị đẹp ơi, để em thấy comment của mọi người ha. Rồi lên áo bà ba bông trước nha mấy chị đẹp. Các chị xem bên nhóm chợ chấm bài lên giùm em để em coi thử có ẩn comment không nha mọi người. Trời ơi hôm nay quá ốm luôn. Mặc áo size số 1 mà nó rộng rinh nè.
Mấy chị đẹp mình bên nhóm chợ chấm bài lên giúp em đi mấy chị đẹp gái. Chấm bài lên cho em để em thấy comment thử là nó có ẩn không nha mấy chị ơi, để em biết em like nha. Ẩn comment là like mất công luôn á. Rồi áo em mặc là 49 ngàn, xả 49 ngàn một áo, áp dụng chia sẻ like, chị nào mình đang xem like chấm bài lên giùm em. Xả 49 ngàn một áo nha mấy chị. Rồi áo em đang mặc là size số 1 cho chị đẹp nào 40 kg đến 50 kg. Xem like chấm bài tương tác lên giùm em nha. Chị nào xem bên nhóm thì xem bên nhóm chấm bài lên. Hello em Trần Nguyệt, chấm bài lên giùm chị Trần Nguyệt ơi. Em chào chị Kim Sang. Rồi nè mẫu em mặc chốt giúp em mã hoa đỏ size số 1 nha các chị. 40-50 kg, 40-50 kg, 49 ngàn một áo đồng giá giùm em nha. Rồi áo em lên là áo bà ba bông. Em chào chị Hoa Sen nè. Mọi người ơi xem like chấm bài lên giùm em ha. Rồi cái này lên giúp em mã này là mã đỏ đen, em còn size 2 và size 3. Lên mã đỏ đen size 2 3 giùm em nha. Tay mấy chị form lên như thế này nha. Chị nào lấy hôm nay chị nào lấy một bộ nguyên bộ là 110, áo thông là 49 ngàn nha các chị đẹp. Em xả áo nha, không có xả quần. Tại quần nó là giống nhau. Rồi các chị đẹp gái ơi, chị nào thích cái em đang mặc nè, size số 1 chốt cho em mã hoa đỏ 1 nha. Hoa đỏ 1. Rồi cái này lên giúp em mã đỏ đen size 2 và size 3. Em chào chị Bảo Châu, em chào chị Nga Thanh, chào em Mỹ Vân Nguyễn. Rồi đỏ đen, mã đỏ đen size 2, size 3 giùm em nha. Đỏ đen size 2, 3. Size 2 là 50 đến 55 kg, size 3 là 55 tới 60 kg ha. Xả hết luôn. Rồi mã này các chị lên giúp em mã hoa vàng size số 1. Đồng giá 49 ngàn một áo nha mấy chị. Đồng giá 49 ngàn. Rồi lên cho em mã hoa vàng size số 1. 40 đến 50 kg vừa size 1 chốt mã hoa vàng 1 giùm em ha. Mấy chị bên nhóm mình xem rõ không mọi người? Em chào chị Nga Thanh. Áo nhà chị đẹp lắm, mua nhiều quá rồi. Em cảm ơn chị nha. Mua đi em mua mặc chị ơi, và nó rẻ ồ mà. Rồi lên giúp em mã đó mã hoa vàng nha mấy chị. Trời ơi cái chấm bi này đẹp nè, chấm bi này em còn size 3 và size 4. Rồi chốt cho em mã bi đỏ size 3 4 giùm em nha, xả đồng giá 49 ngàn một áo nha mọi người ơi. Rồi lên mã bi đỏ size 3 size 4 giùm em. Size 3 55 60 kg, size 4 60 đến 65 kg. Cái nào em cũng xả hết chứ không phải là lựa cái xấu xả rồi là cái đẹp không xả nha các chị. Nằm trong đây là em xả hết nha. Rồi ok lên giúp em mã này mã bi đỏ size 3 và size 4. Bi đỏ size 3 4. Bi đỏ size 3 4 giùm em nha. Lên nhanh thôi mọi người. Mấy chị đẹp chia sẻ like lên giúp em đi mọi người ơi. Rồi cái này lên giúp em mã hồng nhạt. Hồng nhạt em có size 1, size 2 và size 5. Rồi hồng nhạt em còn 1, 2, 5 nha. Lên mã hồng nhạt 1, 2, 5 giùm em. Cái này tay dài, cái mặt tay lỡ. Rồi lên hồng nhạt size 1, 2, 5 giúp em. Đồng giá 49 ngàn một áo. Rồi hồng nhạt 1, 2, 5 mã hồng nhạt. Rồi cái này các chị lên cho em mã vàng size số 4. Mẫu em lên là áo bà ba bông nha mọi người ơi. Rồi lên giúp em mã vàng 4 nè. Đồng giá 49 ngàn cho em. Rồi lên giúp em mã vàng 4, 49 ngàn là giá xả nha mọi người, giá em xả like nha. Xả lai 49 ngàn. Rồi chốt cho em mã này mã vàng 4 họ tiếp beo nha các chị đẹp. Đây. Rất là đẹp luôn. Rồi lên mã vàng 4 giùm em. Vàng 4. Bi đỏ 4 em chốt cho chị Liên. Bi đỏ 4. Chị Liên bữa trước em có lấy cho chị một cái áo trắng đó chị. Hoa đỏ trang miêu, hoa đỏ là chỉ còn hoa này là chỉ có hoa đỏ là size 2 với size 3 nè. Hoa đỏ này còn size 2 với 3. Cái này là hoa qua mẫu không à, cho nên là chị sale. Rồi cái này lên giúp em mã vàng size 5. Vàng 5 giùm em nha. Vàng 5 mấy chị đẹp ơi, áo em lên là áo bà ba bông. Rồi lên mã vàng 5 giúp em nha, đẹp chưa? Size 5 là size lớn nhất đó, 65 tới 70 kg nha mọi người. Chất co giãn. Rồi lên mã vàng 5 giùm em. Vàng 5, vàng 5 nha mấy chị ơi. Mẫu em lên là áo bà ba nha. Rồi vàng size số 5 cho em nè.
Em chào chị Nga Khải Trần. Rồi cái này các chị lên cho em. Em chào chị Yến Kim. Có áo trơn có chị. Nó không phải trơn luôn mà nó có một màu nhưng mà nó thiêu hoa như thế này nè. Em chỉ có mẫu này. Áo một màu mà có hoa thiêu hai trên dưới nha chị. Đây em có mẫu này có nhiều màu. Đây nha chị Yến Kim. Có mẫu như này thôi mà nhiều màu nha. Đó, mình có thích mẫu này thì em lên cho nha. Mẫu này 75 ngàn một áo. Chứ mà trơn không luôn, không có hình gì hết là em không có nha chị đẹp. Rồi, mã này lên cho em mã hoa trắng, em còn size 4, size 5. Chốt hoa trắng size 4, 5 dùm em nha. Đây, hoa trắng size 4, 5. Hoa trắng size 4, size 5 giúp em. Áo bông sale đồng giá 49 ngàn cho em nha mọi người ơi, 49 ngàn rồi. Cái này lên cho em mã họa tiết, em còn size 1, size 2. Đẹp lắm nha mấy chị, mặc thử cái này nha. Ở này mặc size 1 rộng rinh luôn. Em còn có 40kg hả mấy chị. Càng ngày càng ốm. Mấy chị đẹp xem like chấm bài tương tác lên cho em đi mọi người. Rồi mã này nè, trời ơi cái tay đen nè, các chị mặc lên nhìn thấy cái vai mình nó thon đi mà cái da nó trắng hả. Rồi chốt cho em mã họa tiết nha, em còn size 1, size 2. Chốt mã họa tiết 1, 2 dùm em nè. Họa tiết size 1, 2 nha mấy chị. Rồi mã này lên cho em mã sọc. Mã sọc em còn size 4, size 5. Rồi mã sọc em còn size 4, size 5, áo này đẹp quá mấy chị ơi. Rồi lên mã sọc size 4, 5 giúp em. Size 4, 5 nha, 4, 60 đến 65kg, 5, 65, 70kg. Chị nào mà lấy nguyên bộ là 110 ngàn nha. Duy nhất ngày hôm nay em xả kho thôi nha các chị. Mấy chị đẹp ơi, chấm 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 bài lên giùm em nha. Facebook mất tương tác dữ quá nên xả kho mọi người. Chút nữa em lên áo len và đồ bộ mặc nhà đồng giá 35 ngàn. Đồng giá 35 ngàn nha. Rồi cái này chốt cho em mã hoa cam đi mọi người ơi. Hoa cam em còn size 1 và size 2. Tay ren nha. Hoa cam size 1, 2. Nguyên bộ màu đen bao nhiêu? Chị Hình Hai ơi, nguyên bộ màu đen là 135 ngàn nha chị. Nguyên một bộ mà một màu là 135 ngàn. Còn bộ như em đang lên là 120 ngàn. Nhưng mà hiện tại là em đang sale áo giảm xuống 10 ngàn một áo. Cho nên là bộ hoa thì 110 ngàn. Còn bộ áo màu là không có sale nha chị. Áo màu là 135. Chị có em bé hả? Đúng rồi Trần Nguyệt. Cho nên là làm hạn chế đứng, chỉ ngồi thôi, không dám đứng nhiều nữa. Rồi mã này lên cho em mã hoa cam mọi người ơi, size 1, 2. Hoa cam em còn 1, 2 nha. Hoa cam 1, 2 giúp em. Hoa cam 1, 2 giùm em nè. Trời ơi, bên nhóm sao nó tụt lút quá trời. Tên hai mấy người xem sao tụt xuống còn người nào vậy. Rồi mã này các chị lên giúp em mã này là mã vàng lại giùm em đi, vàng kèm size 1 2 3 4 5. Vàng size 1 2 3 4 5 cho em nha. Chị nào muốn xem áo màu thì em lên áo màu, tại vì áo hoa em lên trước là do em sale nha mọi người. Em sale 49.000 một áo, bình thường là bán là 60 đến 65.000 tay ren là 65 nhưng mà giờ là em xả 49.000 hết luôn nha. Rồi lên giúp em mã này là mã vàng size 1 2 3 4 5. Chị Kiều Lan ơi, hàng chị là chiều nay đi đó chị đẹp. Đáng là đi chiều hôm qua mà hôm qua em gọi chị không được cho nên là chưa có gửi. Chiều nay hàng mới đi. Rồi, cái này lên cho em mã hoa nhí, em còn size 3, 4, 5. Khang tiếng. Rồi, lên mã hoa nhí size 3, 4, 5 giùm em nha. Đây mấy chị. Hoa nhí size 3, 4, 5 giúp em. Mã hoa nhí nha mọi người, size 3, 4, 5. Rồi mã này lên cho em mã xanh size số 5 nha mấy chị ơi, mã 5. Size số 5. Mã xanh size số 5 giùm em. Đẹp quá. Rồi hoa xanh size 5, hoa xanh size số 5 nè mấy chị, hoa xanh size số 5. Chốt hoa xanh 5. Rồi mã này lên cho em mã hoa nâu. Lên nhanh nha, em chờ chị Lá Kiều Băng. Lên nhanh rồi em qua áo len cho mọi người. Rồi chị nào thích cái này lên giúp em mã này là mã nâu. Nâu này em còn 1, 2, 3 nha mấy chị đẹp. Nâu em còn size 1, 2, 3 nha. Rồi chốt cho em mã nâu size 1, 2, 3.
Mã nâu size 1, 2, 3. Hoa cam size số 2 hả chị? Hoa cam size số 2 là cái này đúng không? Cái này đúng không chị Kiều Lan? Đúng cái này thì nói em nha. Nhớ cái này còn size số 2. Đồ bộ chị Hình Hai ơi, đồ bộ chờ em xíu nha, em lên đồ bộ. Này nhớ con cái size số 2 mà đâu rồi ta? Chắc hết rồi quá. Hết rồi chị Kiều Lan ơi, em nhớ còn size số 2. Mà hết mất tiêu rồi, còn số 1 à. Hoa nhí 4 em chốt cho chị Liên. Bà ba màu 75 kg không có chị bé Mai, tới 72 kg hả chị? Nếu mà cao trên 1m55 là max size luôn là 72 hả chị? 75 là em sợ nó sẽ ôm lắm luôn á. Chị Hồng Nhiên bộ đen có 60 kg. Bộ đen, chắc là bộ đen có 60 kg mà hết rồi chị, hết size rồi. Hết size rồi, cuối tuần mới có. Nếu mà chị muốn lấy á, thì chị cứ đặt hàng đi, rồi cuối tuần hàng về em gửi nha chị. Hiện tại đen là em còn size số 1 không à. Chị Yến Kim 60 kg, hoa nhí 60 kg vừa. Chị Yến Kim chị cao bao nhiêu chị đẹp? Cho em thêm chiều cao nha, 60 kg cho em thêm chiều cao. Trời ơi, cái áo này đẹp quá nè. Chị Yến Kim cao bao nhiêu chị đẹp ơi? Em chào chị Huyền Trang nha. Chị Kiều Lan Phan, cái áo mà cam đó là em hết size số 2 rồi chị. Rồi cái này lên mã hoa đỏ cho em size 2 nè, em còn size số 2. Áo bông em đang lên là đồng giá 49 ngàn nha mọi người. Rồi lên cho em mã hoa đỏ 2, size số 2, hoa đỏ size 2. Chị Yến Kim cho em thêm là chiều cao đi chị đẹp. Rồi mã này lên mã xanh lá cho em size số 5 nè, 65 tới 70 kg chốt mã xanh lá. Chốt mã xanh lá size 5 giùm em nha. Đây. Lên mã xanh lá 5 giúp em mọi người ơi. Bữa nay em ngồi live em là hạn chế đứng thôi mọi người. Rồi chốt cho em mã này là mã xanh lá size số 5. Số 5 là 65 tới 70 kg thôi. Ký 1m6 là chị mặc size số 3 cho em nha chị Yến Kim, size số 3 hoa nhí vừa đó chị. Đây hoa nhí nè. Em còn size số 3 nè. Hoa nhí vừa nha chị đẹp. Đó, hoa nhí rất là đẹp luôn. Rồi hoa nhí này em còn size 3, 4, 5 là từ 55 kg cho tới 70 kg. Chị nào mà cao trên 1 mét, từ 1m57 trở lên đó, max size số 5 luôn là 72 kg nha. Hoa đỏ 2. Ok em chốt hoa đỏ 2 cho chị Diệu Ngô. Hoa nhí mình vừa á chị Yến Kim, mình chốt size 3 cho em nha. Ví dụ em lên cái nào mà chị thích á thì chị chốt cái mã đó kèm với size số 3 là em biết ha. Rồi, ok chị Diệu Ngô. Mẫu em đang lên là sale đồng giá 49 ngàn nha các chị đẹp. Đồng giá 49 ngàn. Rồi mã này lên cho em mã hoa nâu size số 5. Chốt mã nâu 5 giùm em ha. Nâu 5 mấy chị ơi, nâu 5. Đây ha. Rồi lên mã nâu 5 cho em. Xem lại bộ đen, ok chị, bộ đen là chị chờ em cuối tuần nha, tại vì đen hiện tại là em còn size số 1 không thôi. Khoảng chừng không có cuối tuần đâu, hôm nay thứ ba hả? Thứ năm, thứ sáu, chắc cuối tuần á, thứ sáu, thứ bảy gì á là đồ màu em về đủ size lại. Đây màu đen nè chị đẹp, chị nào mà đặt màu đen thì cứ đặt đi ha, lên số điện thoại cho em và size nha. Hàng về em sẽ gọi điện em chốt. Em gửi hàng. Đây màu đen là chị đẹp nào thích màu đen chốt đen kèm size giùm em nha. Màu đen nè mấy chị. Đó,
có màu đen ha, chị đẹp là thích chốt đen. Chị Yến Kim ơi, vậy là chị có chốt hoa nhí size số 3 không chị? Nếu mà chị chốt thì lên giúp em là hoa nhí 3 kèm số điện thoại nha chị Yến Kim. Lên hoa nhí 3 kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi mã này lên cho em, mã này là mã hoa size 2345 giùm em nha, lên mã hoa size 2345. Em chào chị Ngọc Quyền, em chào chị Thu Hà. Rồi lên cho em mã hoa size 2345 mã hoa. Đẹp lắm mọi người ơi. Mã hoa size 2345. Áo hoa em đang sale 49.000, còn áo màu là 75.000 một áo nha mọi người. Rồi cái này lên cho em mã hồng size 1 2 3 4 5. Hồng size 1 2 3 4 5 giùm em nha. Ở em đọc đại vậy đó, còn nếu mà còn thì em chốt, mấy chị cứ chốt lên đơn cho em. Rồi lên giúp em hồng size 1 2 4 5, không có size 3. Hồng size 1 2 4 5. Rồi chốt mã hồng size 1 2 4 5 mấy chị đẹp ơi, áo và ba bông đồng giá 49.000 nha. Em chào chị Phương Quyên. Hello chị. Bộ màu này chị Thu Hà, bộ màu là bộ em đang mặc là chị đẹp. Có nhiều màu và có size từ 1 tới 5 là 40 kg tới 70 kg, mà hiện tại là em còn lẻ size nha. Em lên cái nào mà có size của mình thì mình chốt. Em chào chị Thảo Lê. Rồi chị Thảo Lê, mình lấy sỉ á, thì mình inbox cho em nha chị đẹp. Rồi lên giúp em mã này mã hồng size 1 2 1 2 4 5, mã hồng 1 2 4 5 giùm em. Bộ bộ bà ba màu là 135.000 một bộ nha chị Thu Hà. Hoa nhí ba, ok em chốt hoa nhí ba cho chị Yến Kim. Chị nào muốn lên áo màu chờ em một xíu nha. Rồi mã này lên cho em mã beo xanh. Beo xanh này em còn size 2 2 3 4. Rồi beo xanh em còn size 2 3 4 nha các chị, đẹp lắm luôn. Mã beo xanh. Mã beo xanh size 2 3 4. Em lên mấy cái áo hoa nữa rồi em sẽ lên áo một màu cho mọi người nha. Rồi beo xanh nè. Em ở Tánh Linh Bình Thuận nha chị Thảo Lê. Mấy chị xem bên nhóm nè, mấy chị chấm bài lên giùm em đi mọi người. Rồi cái beo xanh này lên nè, đẹp quá chưa mọi người ơi, dễ thương lắm luôn. Rồi chốt cho em beo xanh size 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Beo xanh mấy chị đẹp. Rồi lên mã beo xanh size 2, 3, 4, 5. Tay lỡ nha, tay ren. Tay ren bình thường là bán 70.000 một áo đó mọi người. Hôm nay em sale hết 49.000 một áo thôi. 62 kg 1m58 nha chị Thu Hà, 62 kg 1m58, mặc size số 4 cho em nha chị Thu Hà ơi, mặc size 4. Rồi lên giúp em mã beo xanh size 234, mã beo xanh. Size này không? Ơi, ngon vậy. Trời ơi, ngon vậy. Chỉnh á. Dạ. Chỉnh lượng ngọt lắm mà tại nó có sợ để hư. Nhà bữa cắt con trại ra chia tam chứ tưởng đủ giận hơn ông xâm. Giận hơn. Còn giờ tại nên mình không bắt, mà cắt là ăn thôi tại mất về ra. Cảm ơn nha chị ba. Cảm ơn nhiều. Hàng xóm cho mít với chị đẹp. Rồi mã này các chị lên giúp em mã nâu. Nâu này size số 2 mọi người ơi. Nâu này em còn size số 2 nha. Rồi chị đẹp nào vừa cái này chốt cho em nâu 2. Nâu 2 giùm em. Nâu 2, nâu 2. Beo xanh 3. Chị Phương Quyên, ok chị đẹp. Đồng giá 49.000 một áo giùm em nha. Rồi, cái này lên cho em mã này, mã bi trắng size số 5. Chị nào vừa chốt bi trắng 5. Bi trắng 5 giúp em mọi người ơi. Xả là bằng giá sỉ luôn đó. Giá này là em xả là bằng giá sỉ luôn nha các chị. Rồi lên giúp em mã này là mã bi trắng. Bi trắng size số 5 giùm em nha. Bi trắng 5 giúp em. Bi trắng 5.
Rồi còn cái bi đỏ này size số 3 đẹp quá không chị nào chốt. Chị Yến Kim lấy cái bi đỏ size 3 nè chị. Bi đỏ size 3 đẹp quá trời nè. Có nâu số 3 có chị Thu Hà. Áo màu nâu số 3 em có nha. Áo màu nâu số 3 em có. Để em lên áo màu nâu cho nha. Trời cái bi đỏ này em còn cá size số 3 đẹp quá trời nè mấy chị. Tay dài ha. Rồi bi đỏ này size số 3 nè mọi người ơi, 55-60kg vừa giùm em. Đẹp chưa? Lên mã bi đỏ 3 sale đồng giá 49.000. Mấy chị đẹp chia sẻ like lên giùm em nha. Quá đẹp quá đẹp. Chốt cho em bi đỏ size 3. Đẹp lắm mọi người ơi, bi đỏ 3. Rồi chị đẹp nào lấy thôi, còn có cái này size số 3 thôi, bi đỏ 3 cho em. Đỏ, bi đỏ đúng không chị Phương Nguyên? Rồi chốt bi đỏ cho chị. Chốt là đi đơn luôn nha chị Phương Nguyên ơi, em giữ đơn đó nha. Giữ đơn luôn xong thấy em ru rù luôn hả. Rồi em chốt bi đỏ cho chị rồi nha. Chơi coi áo màu rồi. Ok chị chờ em một xíu. Rồi mã này là mã beo, beo đỏ. Em còn size số 4. Chốt mã beo đỏ 4 giùm em nè. Beo đỏ 4 cho em nha. Beo đỏ size số 4, 60-65kg vừa beo đỏ. Đẹp chưa mọi người? Lên mã beo đỏ giúp em. Beo đỏ. Rồi cái bi hồng này size số 5 tay dài này đẹp quá trời luôn. Rồi lên cho em mã bi hồng size 5 nha mấy chị đẹp. Bi hồng này size số 5, 65-70kg. Chốt mã bi hồng 5 giùm em. Đẹp chưa? Lên thon quá đẹp luôn nha mấy chị đẹp ơi. Rồi em qua áo màu nha. Áo màu size số 3 là như nó hết trơn rồi sao. Rồi áo một màu 75.000 một áo nha mấy chị đẹp. Màu đỏ, chị đẹp là thích lên mã đỏ giùm em. Đỏ này là đỏ tươi. Đỏ tươi em còn size 1, 3, 4, 5. Kiểm tra size nữa. Rồi mã đỏ tươi giùm em nha. Màu đỏ tươi 75.000 một áo nha mấy chị. Lên giùm em mã đỏ tươi. Rồi đỏ tươi em còn size 1, size 4, size 5 thôi mọi người ơi, không còn size 2, 3. Đỏ tươi em còn size 1, 1, 4, 5 màu đỏ tươi. 1, 4, 5 màu đỏ tươi giùm em nha, size 1, 4, 5. Beo đỏ. Chị Diệu Ngô, beo đỏ này là size số 4 nha chị. Rồi màu em mặc là màu đỏ tươi. Size 1, 4, 5 mã đỏ tươi giùm em. Chị Thu Hà là 62kg, mét 58. Chị mặc size số 4 cho em nha chị. Chị Thu Hà mặc size số 4. Rồi áo màu là 75.000 một áo nha mọi người ơi. Áo màu 75.000 một áo. Rồi màu đỏ tươi em còn size 1, 4, 5 thôi nha mấy chị đẹp. 1, 4, 5 đỏ tươi lên giùm em.
đỏ tươi 145. Rồi màu này là màu 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 măng cụt. Màu măng cụt nha mọi người ơi, em còn size 3, size 4. Em là 40kg, em mặc là size số 1 thôi nha mấy chị. Rồi cái này màu măng cụt em đang mặc là size số 3 nè. Rồi lên mã măng cụt giùm em nha, size 34 cho em. Áo màu 75.000 một áo. Vải thun nha chị miền cát trắng ơi, vải thun. Vải thun và áo là cổ trồng nha, nút này nút giả chứ không phải nút gài. Rồi chị nào thích màu này lên cho em màu măng cụt size 3, size 4. Chị nào mà hỏi màu nâu, màu này là những cái màu này mình lấy được nè. Rồi măng cụt size 34 giùm em, chắc thun co giãn nha mọi người ơi. Trời ơi màu này đẹp xuất sắc luôn á. À mấy chị hay kêu màu này là màu màu rượu nho này hay là màu đỏ mặn gì là nó không á. Em chào chị Nguyễn Thị. Rồi lên cho em mã măng cụt size 3, size 4 giùm em nha. Xanh coban. Lên giúp em màu này màu xanh coban size 145, mã xanh coban giùm em. Xanh coban size 145. Rồi lên giúp em màu xanh coban size 145 nha mọi người. Xanh coban 145 mấy chị đẹp ơi, đẹp lắm luôn á. Lên xanh coban 145 giùm em nha. 145 mấy chị đẹp. Em đang mặc là size số 1. Size 1 40 đến 50 kg. Rồi chốt xanh coban 145 giùm em. Size 3 hầu như là không còn luôn á mấy chị ơi, 23 là em không còn luôn. Rồi cái màu này là màu hồng da nha mấy chị, hồng da em còn size số 4, chị đẹp nào vừa chốt cho em hồng da 4. Hồng da 4 giùm em nha. Chị miền cát trắng 60 kg, chị cao bao nhiêu vậy chị đẹp? 60 kg, nếu mà chị cao 1m55 trở lên thì chị mặc số 3, mà dưới 1m55 là chị mặc số 4 đó chị. Cho em thêm chiều cao nha. Rồi màu hồng da nha mọi người ơi, hồng da em còn size 4 luôn, 60 đến 65 kg vừa. Chị nào vừa lên mã hồng da giùm em nha. Màu em cầm là màu hồng da. Rồi em có màu này là màu đỏ đô. Đỏ có hai màu đỏ nha, đỏ tươi và đỏ đô. 1m53 và 60 kg là chị mặc size số 4 cho em nha. Chị miền cát trắng size số 4 là màu đỏ em còn nha. Số 4 màu đỏ em còn. Mặc size số 4 nha chị. Rồi đỏ đô này mấy chị đẹp ơi, đỏ đô em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Lên mã đỏ đô giùm em. Đỏ đô size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi màu này là màu đỏ đô. Tối màu hơn cái màu đỏ tươi một xíu nha mọi người. Đó, đỏ tươi nè. Đỏ em mặc là đỏ đô nha. Rồi đỏ tươi và đỏ đô hai màu khác nhau nha mấy chị đẹp ơi. Cái rất là tươi luôn, còn cái nó hơi sẫm màu một xíu. Hả? Chị nào không thích tươi thì lấy cái đô nè. Rồi chốt đỏ đô size 1 2 3 4 5 mã đỏ đô giùm em ha. Xem like chấm bài tương tác lên đi mọi người ơi. Rồi cái này cho em chốt cho em mã xanh đậm, em còn size 1 và size 3 mã xanh đậm. Mã xanh đậm size 1 3 giùm em nha. Rồi lên mã xanh đậm size 1 và size 3. Chị nào vừa chốt xanh đậm 13. Xanh dương mà nó đậm về màu đen đó mọi người. Rồi chốt cho em xanh đậm 13 giùm em mã xanh đậm. $75.000 một áo, $135.000 một bộ nha chị. Rồi màu này là màu nâu đất. Màu nâu đất nè, chị đẹp là thích chốt cho em mã nâu đất size. Màu nâu đất
chị nào vừa thì chốt cho em nâu đất size 245 nha mấy chị đẹp ơi. Nâu đất 245 giùm em nha. Nâu đất 245 đây ha mọi người. Màu nâu đất. Quần ống nó tầm là 28 thì quần nó cũng có size từ 1 tới 5 đó chị, là từ 28 cho tới 32 ha, 28 29 gì đó cho tới 32. Rồi cả cái này nâu đất nha mọi người ơi, nâu đất em còn size 245 ha. Nâu đất 245 giùm em. Quần cũng có size từ 1 tới 5 luôn đó chị. Rồi lên cho em mã này, mã nâu đất size 245 nè mọi người. Đẹp chưa? Màu nâu đất ha. Chốt nâu đất 245 lên giúp em. Còn size to không à mấy chị ơi, size nhỏ hết, cuối tuần mới về lại có size nhỏ nha. Rồi, hết này em lên đồ bộ cho mọi người nè. Mà ba thấy ít người xem quá. Mà ba nó còn lẻ size rất là khó like luôn. Rồi em lên mẫu khác nha các chị. Lên đồ bộ nha. Nè, vô lại. Rồi đồ bộ sale 75.000 một bộ, chị đẹp nào thích thì chốt hàng giùm em. Làm gà mái á. Màu đen size số 3 chị Yến Kim, đen size số 3 là cuối tuần mới có lận chị. Đen size số 3 cuối tuần hàng mới về lận. Bây giờ là đen em còn size 1 không ạ? Rồi em lên đồ bộ sale đồng giá 75.000 một bộ nha mấy chị ơi. Còn lẻ size nha, sale hết 75.000 một bộ đồng giá, chị nào vừa size thì chốt nha mọi người. Đang size số 3 thì chị Yến Kim mình chờ tới cuối tuần đi chị. Rồi em lên đồ bộ nha mấy chị đẹp ơi, sale đồng giá 75.000 một bộ. Rồi mặt nhà dễ thương lắm luôn, mát mẻ. Rồi bộ em đang mặc là size số 2 nha, 47 cho đến là 55kg vừa tùy chiều cao. Chị đẹp nào thích bộ này chốt cho em mã hoa nâu. Lên mã hoa nâu giùm em. Size 2 chốt cho em mã nâu size số 2 75.000 nha mọi người. Rồi cái này lên cho em mã xanh lá, em còn size 2 và size 3. Xanh lá size 23 giùm em nha, mẫu như em mặc dễ thương lắm, mặt nhà bao mát cho mấy chị luôn. 110.000 bây giờ em xả như nhiêu có 75 mà. Rồi mấy chị đẹp đang xem bên nhóm chấm bài lên giùm em nha. Em chào chị Tiên Trần, em chào chị Miền Cắt Trắng. Rồi lên giúp em mã xanh lá, em còn size 2 và size 3 nha mọi người. Size 2 là 47-55kg ha, size 3 là 53 cho tới 60kg thì chiều cao nha mọi người ơi. Đồng giá 75.000 mẫu như em mặc. Rồi chốt xanh lá size 2, size 3 lên giùm em, mã xanh lá 23. Rồi mã này lên cho em mã xanh ngọc size số 2. Rồi xanh ngọc size số 2 nha các chị.
Lên mã xanh ngọc 2 47 cho đến 53 kg vừa, 55 kg vừa size số 2. Rồi chốt cho em mã xanh ngọc 2. Chị Phương Nguyên, hoa nâu em mặc là size số 2 nha chị, chỉ còn size số 2 thôi chị đẹp. 47 đến 55 kg vừa. Rồi hoa nâu em còn size số 2 thôi nha. Chị Phương Nguyên có lấy thì ok lại giùm em nha, hoa nâu là em còn size 2 thôi. Rồi cái này lên cho em mã hoa vàng. Trời ơi đẹp quá. Hoa vàng size 2 luôn nha mấy chị đẹp ơi, size 2 luôn. Đồng giá 75.000 giùm em. 75.000 một bộ, ship từ 2 bộ và phí ship toàn quốc là 30.000. Em chào chị Xuyến Ngọc. Size 2 xanh lá. Rồi lên số điện thoại giùm em nha, chị nào chốt đơn lên số điện thoại giúp em. Chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 60 kg mặc vừa. 60 kg mặc vừa size số 3 nha chị. Size số 3 em còn mấy bộ nè. Mẫu cho em mặc nha mấy chị ơi, sale đồng giá 75.000 giùm em nha. Rồi bộ em đang mặc là hoa nâu size số 2. Chị Phương Quyên có lấy hoa nâu này size 2 không? Chị lấy thì ok lại giùm em nha. Chị Xuyến Ngọc nè, size 2 xanh lá. Chốt hàng lên số điện thoại giúp em đi chị đẹp ơi. Này là 110.000 mà giờ còn lẻ size cho nên là em theo có 75 thôi nha. Chị Xuyến Ngọc lấy bộ chị mặc size 2. Rồi chị Xuyến Ngọc lên số điện thoại giùm em đi chị. Chị Mỹ Hạnh 60 kg mặc size số 3 cho em nha. 60 kg mặc size 3. Rồi hoa vàng nè mấy chị ơi, em còn size số 2 đẹp luôn. Ủa vậy là chị Xuyến Ngọc có lấy cái bộ màu xanh lá không? Bộ màu xanh lá đó đẹp lắm á. Tay quần là quần dài ống ôm nè mấy chị đẹp. Đó, quần dài ống ôm nha. Rồi chốt cho em mã hoa vàng 2. Hoa vàng 2 giùm em. Hoa vàng 2. Đây nha, hoa vàng size 2. Em chào chị Nguyễn Hương. Có mã số 4. Chị Trang Nguyễn ơi, số 4 thì size mẫu khác nha chị. Mẫu này em còn 2 với 3 không à. Mẫu này em còn 2 với 3 không thôi nha chị đẹp. Size 3 là 55-60 kg vừa nè. Trời ơi cái bộ hồng này đẹp quá luôn. Chị nào vừa chốt là mọi người size số 3. Màu hồng quá đẹp luôn, size số 3 nha. Okay. Chốt cho em mã hồng 3. 55-60 kg vừa. Chị nào cao 1m6 thì 62 kg vừa luôn. Chốt cho em mã hồng 3. Rồi lên cho em mã hồng size số 3 nha. Đẹp chưa mọi người? Chất mặt cực kỳ mát luôn. Rồi chốt cho em mã hồng size 3. Hồng 3 mấy chị ơi, hồng 3. Chốt đơn thì lên số điện thoại giùm em nha. Rồi cái này lên cho em mã hoa trắng. Hoa trắng size số 3 luôn nè. Đó còn có 2 bộ, 3 bộ size số 3 thôi. Chị nào vừa chốt lên mã hoa trắng cho em size 3. Rồi chốt mã hoa trắng size 3 giúp em nha. Hoa trắng size số 3. Hồng 3 em chốt cho chị Diệu Ngô. Đây nè, của chị khách hôm qua dành chốt rồi xong rồi gọi điện thoại không nghe máy nè. Rồi, chị Diệu Ngô. Rồi, hết nha mấy chị, mẫu này em hết nha. Chị Xuyến Ngọc ơi, chị có lên số điện thoại giùm em không? Rồi bộ này bộ cách tăng nha các chị. Á em phải lỗi. Bộ sẫm nha, bộ sẫm cổ tàu. Size 3 màu hồng hết rồi chị Mỹ Hạnh ơi, khách chốt rồi nha. Rồi em lên bộ sẫm nha các chị. Sẫm này em còn size số 1 thôi. Chị nào vừa thì chốt. Size số 1 40 đến 55 kg vừa, 40 đến 50 kg vừa. Em đang sale đồng giá 75.000 một bộ nha chị Năm Nguyễn. Bộ em đang mặc là nâu 2. Tại
tại vì cái chị kia chị chốt trước xong rồi mà em quên của chị hai bộ chứ em nhớ là em chốt cho chị rồi. Chị Nguyễn Hương ơi, hoa hồng 3 em hết rồi chị đẹp, hoa hồng 3 em hết nha, em chỉ còn hoa trắng 3 và hoa xanh. Đây nè, cái hoa xanh này size số 3, em còn hai bộ này size số 3 nè, chị nào vừa thì chốt là chị đẹp. Đây cái xanh lá này cũng rất là đẹp luôn. Số 3 em còn có hai bộ thôi chị đẹp là vừa chốt nha. Mã xanh lá và mã hoa trắng. Mã xanh lá và mã hoa trắng giùm em nha. Rồi đây cái hoa này nè. Nền đen lên cái hoa màu xanh lá quá là đẹp luôn mọi người. Mặt rất là sạch. Rồi em mặc size số 2 là mặc hơi rộng đó nha mấy chị. Đó. Đây ha. Chị đẹp là thích bộ này nè chốt. Mã xanh lá giùm em. Đó, xanh lá này và bộ trắng thì em còn size 3 nha. Size 3 màu hồng là em hết. Chị Xuyến Ngọc ơi, chị chốt hàng mà chị không lên số điện thoại là em không có chốt hàng nữa nha chị đẹp. Rồi nè, chị nào size số 3 55-60kg nè chốt mấy chị đẹp ơi, còn hai bộ nha, một bộ hoa xanh, một bộ xanh lá và một bộ hoa trắng nè. Đó, một cái xanh lá em đang mặc và một bộ hoa trắng 75.000 đồng giá giùm em. Vải thun nha chị Nguyễn, chị Kim Thu Hình ơi, vải thun. Chị Nguyễn Hiền ơi, không có size 1 chị. Size 2 em đang mặc là em 40kg. Thì size 2 tầm từ 47 cho đến là 53kg, 55kg là mặc vừa nha. Rất to giãn. Đó, mẫu này chị nào mà có bụng là mặc không có thấy bụng. Rồi em qua mẫu khác. Chị Nguyễn Hiền, chị bao nhiêu ký? Chị 47kg là chị mặc cái mẫu đó size số 2 được rồi ha. Bộ em đang lên là sale đồng giá 75.000 hết nha mấy chị. Rồi em lên bộ sẫm nha, bộ này đẹp xuất sắc luôn nè. Sẫm cổ tàu xẻ tà nha mấy chị đẹp. Một mét sáu mươi lăm, một mét sáu 56kg, một mét sáu 56kg mặc size số 2 cho em nha chị Phạm Huệ, mặc size số 2 cho em nha. Trời, có 75.000 một bộ. Xanh lá 2 em chốt cho chị Phương Nguyên. Hoa xanh và hoa trắng size 3 chị Mỹ Hạnh, ok chị. Rồi hoa trắng là size số 3. Chị Nguyễn Hiền ơi, mẹ chị 42kg là mặc size số 2 vừa rồi. Chứ mặc ở nhà rộng rãi thoải mái không quá ôm thôi. Em 40kg nè, em mặc size số 2 cũng bình thường luôn. Rồi phí ship toàn quốc là 30.000 nha mấy chị đẹp. Mẫu này là em bán là 110 đó, bây giờ em bán có 75 thôi. 33 Rồi ok chị Mỹ Hạnh nè, một bộ trắng, một bộ xanh size số 3. Xanh size số 3 đâu ta? Đây. Trắng một xanh size số 3 cho chị Huyền Thị Mỹ Hạnh. Rồi chị nào còn xem cái mẫu đó nữa không? Không thì em qua mẫu nha mọi người ơi. Không, em qua mẫu em đang mặc nha. Chị Cẩm Loan 65kg là không vừa rồi chị. Tại vì mẫu này em hết 65kg rồi. Rồi em lên lại lần nữa là em qua ho nha. Còn size số 2 không thôi mọi người ơi. Còn size số 2 không thôi. Rồi xanh lá size 2, chị nào vừa chốt cho em xanh lá 2 nha. 47 đến 53kg là mặc đẹp. Nói chung là dưới 47kg mặc cũng được. Em là 40kg nha mọi người, em 40kg. Rồi xanh lá size 2 nè. Chị Nguyễn Hiền nè chị đẹp. Xem lại giùm em nha. Rồi hoa vàng. Đây nha chị Nguyễn Hiền, xem lại giùm em nè, hoa vàng nè. Rồi thích thì chốt cho em mã hoa vàng. Xanh lá, hoa vàng đúng không?
Rồi cái này lên cho em mã xanh ngọc. Đây mã xanh ngọc giúp em. Xanh ngọc nha. Rồi chốt mã xanh ngọc. Hoa nâu. Hoa nâu em mới thấy. Rồi hoa nâu nữa là em hết. Còn 4 cái hoa này nha chị Nguyễn Hiền. Rồi hoa nâu. Đó chị đẹp là thích thì chốt. Size số 2. Tầm chừng 45kg trở lên là mặc được rồi. Dưới 45kg mặc hơi rộng một xíu, nhưng mình mặc ở nhà thoải mái ha. Với lại cái này các chị cứ rộng xử lý được, bóp ben lại được nha. Rồi hoa vàng, hoa nâu, xanh lá và xanh ngọc. Còn 4 màu đó nha mấy chị đẹp. Size số 2. Rồi em qua mẫu. Mẫu em đang mặc nha là bộ sẫm, cổ tàu và xẻ tà nha các chị. Quần có túi ha. Quần có túi, hai túi rất là sâu luôn. Rồi chị đẹp là thích bộ này. Đồng giá 75.000 cho em luôn. 101-102 không à. Chất thun lạnh nha mọi người, co giãn mặt mát. Đằng sau của nó là cái gì? Dễ thương chưa? Đó. Rồi chị đẹp là thích bộ em đang mặc chốt. Chị Tiến My ơi, em đang mặc là size số 1. Em 40kg, số 1 40-50kg vừa nha. Đây, nó còn rộng. Rồi cái này mã đỏ đen em còn size 1-2. Chị nào vừa chốt đỏ đen kèm size 1, size 2 giùm em nha. Size 2 50-55kg vừa. Rồi em còn đỏ đen size 1, size 2. Chốt mã đỏ đen size 1, 2 giùm em. Rồi xanh lá 2 em chốt cho chị Nguyễn Hiền. Rồi ok chị Nguyễn Hiền nha. Chỉ có màu em đang mặc đỏ đen là còn size 1-2, còn lại là size 1 hết nha mấy chị đẹp ơi. Còn lại là size 1-1 hết luôn. Chị nào vừa đấy thì chốt cho em nha. 40-50kg vừa size số 1. Rồi mã này lên giúp em màu này, mã đỏ đô. Chỉ có bộ em mặc là quần màu đen thôi nha, còn lại những bộ này là quần cùng màu hết. Đây size số 1 40-50kg ha. Rồi chị nào vừa cái này chốt cho em mã đỏ đô. Đây quần này có chị đẹp. Vải cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Hả? Láng mịn luôn ha. Láng mịn luôn. Rồi chốt cho em mã đỏ đô size 1. Chị Nguyễn Hương rồi hết cái mẫu này em lên có size 4 cho mình nha. Em lên mẫu có size 4 cho nha. Rồi đỏ đô 1 giùm em nha mọi người. 75.000 một bộ, ship từ 2 bộ giùm em nha, chọn từ 2 bộ nha mấy chị ơi. Chị nào mà một bộ là em xả đơn hết ha. Rồi đỏ tươi. Chị nào thích chốt đỏ tươi, còn là size 1 không thôi nha mọi người. Rồi lên mã đỏ tươi giùm em, đẹp quá trời luôn. 40-50kg vừa size số 1, chốt đỏ tươi. Mấy chị đẹp ơi, xem like đó, mình chấm chấm bài để cho cái view của em nó đừng có bị trôi mọi người. Chấm bài lên giùm em. Rồi xanh dương. Trời đẹp quá. Xanh dương nha các chị. Xanh dương. Còn size 1 không thôi mọi người. Lên mã xanh dương giùm em. Rồi mã này chốt cho em mã hoa xanh. Đây nha mấy chị đẹp. Hoa xanh, chị nào vừa chốt hoa xanh. Rồi qua mẫu nha. Đó, size số 1 không thôi, chứ đẹp nào vừa chốt đi mọi người ơi. Trời ơi, bộ hồi nãy size số 2. Bộ hồi nãy size số 2 em còn cái màu tím này đẹp quá nè. Chị nào lấy là lấy nè mấy chị đẹp. Size số 2 em còn bộ tím này đẹp chưa. Hoa tím đó. Size số 2 chốt cho em mã hoa tím mấy chị ơi. Hoa tím, hoa tím giùm em. Chị Cẩm Lon, bộ em đang mặc size số 2. Ok chị. Rồi ok chị Cẩm Lon nha.
Đỏ đen size 1, chỉ kim size 1 là 40-50kg nha chị. Size 1 là 40-50kg thôi nha chị đẹp. Rồi em còn bộ này size số 2 nè mọi người ơi. Hoa tím, lền đen hoa tím đẹp chưa? Đó chị nào vừa lấy ha. Đồng giá cho em là 75.000, chốt cho em mã hoa tím 2. Chị nào mà mới một bộ đó chốt cho đủ luôn mọi người. Rồi em còn bộ hoa xám này nữa nè. Hoa xám 2 nè, nằm trong đây không thấy. Size mấy? Size 2 luôn. Đây chị nào mua cho mẹ lấy cái màu này được nè. Tối tối nè. Rồi chốt cho em mã xám 2, nền đen lên cái hoa màu xám. Lên mã xám 2 giùm em nha. Rồi xám 2. Rồi em lên bộ cắt tăng nè. Bộ cắt tăng đồng giá 75.000 cho em luôn. Chắc nó là thun lạnh Hàn Quốc nha các chị đẹp. Thun lạnh Hàn Quốc. Đây cắt tăng là áo form dài cho em thôi. Áo form dài. Cái mẫu này chị nào có dáng mặc rất là đẹp luôn. À, tròn người mặc rất là đẹp. Chấm chấm bài lên đi mọi người ơi, chấm bài lên cho em chào chị Trang Nguyễn nha. Rồi bộ này bộ cắt tăng thôi mọi người. Đồng giá 75 cho em luôn. Mẫu này trung trung tuổi mặc rất là sang ha. Rồi đây ha mấy chị, em mặc size số 2. Cái này form to nha, số 2 là 50kg cho tới là 55kg. Mà chị nào cao 1m57-58 trở lên là 57kg vừa luôn ha mấy chị đẹp. Ó xẻ tà nha, quần có túi. Rồi chị nào thích bộ em đang mặc chốt cho em mã xanh dương size số 2. Áo form dài nha mấy chị. Là bộ cắt tăng lên nó dài phủ tới mông mình luôn á. Cho nên là mẫu này chị nào mà dáng có dáng một xíu cao từ trường 1m55 trở lên đó là mặc đẹp ha. Rồi chốt cho em mã xanh dương size số 2. Xanh dương 2 giúp em nha. Rồi mã này lên cho em mã hồng. Em còn size 2 và size 4. Đây này chị Nguyễn Hương nè, size này có size 4 nè chị đẹp. 60-65kg vừa. Rồi chị đẹp nào thích cái này nó giống y như cái ông em mặc luôn mà nó lên màu hồng. Còn cái này nó lên màu xanh dương. Rồi chốt cho em mã hồng size 2, size 4. 75.000 một bộ mấy chị ơi, quá đẹp, chất thun lạnh Hàn Quốc co giãn mặc rất là mát luôn thôi, nhẹ tên luôn. Rồi chốt cho em mã hồng size 2, 4 giùm em. Hồng size 2, size 4 nha mọi người. Hoa tím size 2 em chốt cho chị Nguyễn Hiền. Không chị ơi, em không có ship Shopee, em ship đồng giá 30.000 trên một đơn hàng. Không có ship Shopee chị. Rồi mã này lên cho em mã này mã hoa đỏ, em còn size 3, 4, 5. Size 3 và size 5. Rồi hoa đỏ này em còn size 3. Size 2, 3, 5 nha mấy chị đẹp, hoa đỏ size 2, 3, 5 giùm em. Rồi hoa đỏ size 2, 3, 5. Thôi mấy chị hoa đỏ 2, 3, 5. 75.000 một bộ. Rồi mẫu này chị nào mà tròn tròn 55kg trở lên mặc rất là đẹp luôn. 50-55kg trở lên có dáng cũng mặc đẹp. Rồi hoa đỏ em còn size 2, 3, 5. Hồng số 4 em chốt cho chị Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Hương lên số điện thoại giùm em nha. Rồi chị Nguyễn Hương lên số điện thoại giúp em nha chị đẹp.
Hồng số 4 này hết rồi chị Cẩm Loan. Rồi hoa tím. Hoa tím em toàn bộ số 1. Chị nào vừa chốt cho em hoa tím 1. Hoa size 4. Rồi cái này hoa tím nè mấy chị ơi. Hoa tím này em còn size số 1 cho các chị từ 45 cho đến 52kg vừa. 45-52kg vừa nha. Rồi chị nào vừa cái này chốt cho em. Chốt cho em tím. Tím 1. Tím 1. Chị Nguyễn Hiền ơi, có tay mà không cách tăng hả chị? Còn cái mẫu này nè, để em lên cho. Rồi lên cho em hoa tím size 1. Hoa tím size số 1 nha mấy chị ơi. Chị Nguyễn Hương là hồng số 4 đó. Chị Nguyễn Hương lên số điện thoại giùm em. Không thì em bỏ cái hồng số 4 qua cho chị Cẩm Loan, cho chị đủ đơn luôn. Chị nào mà không đủ đơn em dồn qua cho chị khác cho đủ đơn luôn nha mọi người. Số điện thoại chị Nguyễn Hương cho gì một vàng luôn. Em chào chị Lan Hồ. Số điện thoại chị Nguyễn Hương cho bị sai rồi đó chị ơi, cho lại giùm em đi. Rồi lên cho em mã này, mã hoa cam size số 3. Hoa cam 3 giùm em nha. Hoa cam 3 giúp em nè. Hoa cam size 3. Chị Nguyễn Hương lên lại số điện thoại đi chị. 12 số luôn. Rồi hoa cam size 3 giùm em. Chị Cẩm Loan, hoa đỏ số 3. Ok chị, hoa đỏ số 3. Cái mẫu này size số 3, size nó rất là to luôn. Cho nên là ví dụ như size số 3 em nói 55-60kg. Mà chị nào cao cao một xíu là 62-63kg vừa nha mấy chị. Nó co giãn dữ lắm luôn nha. Rồi ok chị Cẩm Loan. Chị Nguyễn Hương lên lại số điện thoại giùm em đi chị đẹp. Cho chị một bộ số 4 nữa rồi để em coi bộ nào có số 4 rồi em chốt cho chị cái hoa đỏ này số 4 nha. Mình làm một cái hoa hồng, một cái hoa đỏ nha chị. Ok em chốt cho chị Nguyễn Hương. Mẫu này em nói về mấy chị mặc bao sang cho mấy chị luôn. Rồi ok em cảm ơn chị Nguyễn Hương nè. Cái số điện thoại. Rồi trắng này em còn size số 2. Chị nào vừa chốt cho em mã trắng 2. Lên mã trắng size 2 giùm em nha. Trắng size số 2. Rồi hết này em qua mẫu nha. Rồi trắng 2. Trắng 2 giùm em mấy chị đẹp. Size 2 50-55kg vừa. Rồi qua mẫu nha. Còn bộ này size số 3 màu cam nè. Chị đẹp nào vừa chốt luôn đi mọi người ơi. Trời, 75.000 là em bán ra là rẻ hơn giá em nhập vô 90.000. Em nhập vô là 90.000. Còn bộ này size số 4 đẹp quá mấy chị ơi. Đây nè chị nào mà hỏi em size số 4 nè. Đẹp xuất sắc luôn. Cái này là tay cánh tiên nha mấy chị. Tay cánh tiên. Rồi đồng giá 75 cho em luôn nha. Còn một bộ số 1, hai bộ số 4. Rồi dễ thương chưa? Ủa là sao mà mấy chị? Rồi bộ em đang mặc là size số 1, 40-50kg nha. Quần có 2 túi. Chị Nguyễn Hiền, bộ này được không chị? Đó em chỉ còn cái mẫu này có tay nè. Rồi 75.000 luôn, chị nào thích mẫu này lên em mã hoa cam. Em còn size 1, size 4 mã hoa cam nha. Chị Nguyễn Hương nè, lấy cái mẫu này nè chị đẹp, size 4 em có nè. Rồi mã hoa cam như em đang mặc nha, ở ngoài sao nó đang dây như thế này mấy chị. Đó.
Chốt mã hoa cam size 4. Rồi cái này bộ tím lên cho em mã tím. Tím 4 luôn nha. Rồi lên mã tím 4 giùm em. Tím 4 nha mấy chị đẹp. Lên giúp em mã tím 4. Size 4 quá đẹp luôn. Đây chị nào vừa size 4 chốt đi mọi người. Tím 4. Đẹp chưa? Rồi chốt cho em nha. Cam thì em còn size 1 và size 4, còn tím này là em còn size số 4 thôi. 75.000 một bộ, quá rẻ luôn. Rồi còn cái đó 3 bộ chị nào thích thì chốt nha. Rồi lửng ống rộng nha mấy chị. Trời cái bộ em mặc đẹp quá trời nè, không chị nào chốt hả? Rồi em lên lửng ống rộng hoa. Mấy chị còn xem like chấm bài lên giùm em đi mọi người ơi, chấm bài lên giúp em. Đổi lại chị đổ đỏ đỏ. Đổi chị đỏ lại bộ tím 4 rồi ok chị. Em đổi chị tím 4 này ha. Nguyễn Hương. Rồi em đổi cái đỏ ra cho chị nha. Rồi hết tím 4 là chị Trang Nguyễn. Rồi lửng ống rộng nha mấy chị ơi. Bộ này mặc ở nhà siêu dễ thương luôn. Mà rộng rãi thoải mái nữa. Hết tím 4 là chị Trang Nguyễn, nhưng Nguyễn Hương chỉ đổi hết rồi. Rồi thôi mọi người ơi, đây là lửng ống rộng nha, lửng ống rộng hoa tay con nè, chị Nguyễn Hiền nè. Đó, mấy cái mẫu này lịch sự. Rồi chị đẹp, rồi mình thích cái này chốt cho em, mã này là mã xanh ngọc size 1. 40-50kg vừa nha. Xanh ngọc size 1, size 2. Ủa, xanh ngọc này em còn size số 1 thôi. Rồi chị nào vừa chốt xanh ngọc giùm em nha. Đây, em 40kg. Mặt thì nó hơi rộng rộng một xíu. Chị nào hơn thì mặt nó hơi ôm áo như vậy nha. Rồi lên cho em mã này, mã xanh ngọc size số 1. Xanh ngọc 1 giùm em. Em đổi cho chị rồi, chị Nguyễn Hương. Ok chị. Rồi lên cho em mã này hồng size 1 luôn nha mọi người. 40-50kg, chị nào cao cao thì 52kg vừa. Đồng giá 75.000 giùm em luôn. Chất là thun lạnh Hàn Quốc nha. Rồi lên giúp em mã này hồng. Hồng giùm em mấy chị đẹp. Đợi hoài không có đồ mua. Chị Trang Nguyễn, chị bao nhiêu cân vậy chị? Lấy size 4 hả? Để hết này em lên cái mẫu dài ống rộng. Thay trang cái mẫu đó luôn nhưng mà nó là ống rộng. Chị có ưng thì lấy nha. Cái mẫu đó thì em còn size to. Rồi hoa trắng đẹp quá mấy chị ơi. Rồi lên cái này cho em mã hoa trắng size số 1. Lẫn ống rộng nha mọi người. Trời ơi em nói cái chất nó đẹp cực kỳ luôn á. Rất là đẹp luôn. Đó. Chứ đẹp nào thích mặc ống rộng mà thoải mái. Mặc ở nhà rất là mát mẻ. Làm chuyện thoải mái hơn. Rồi lên giúp em mã này là mã trắng size 1, 40-52kg vừa. Chốt trắng giùm em. Chốt tay nè. Rồi lên cho em mã trắng 1 nha. Chị Trang Nguyễn chờ em đi hết cái mẫu này. Em lên cái mẫu y chang vậy luôn. Nhưng mà nó là quần ống rộng. Quần ống rộng dài. Em chào chị Trần Hằng. 75 em hàng em đang lên là sale 75 hết đó chị. Rồi tím nè, y chang cái bộ hoa tím hồi nãy mà nó là lửng ống rộng nè, size số 2. 50-55kg vừa, chị nào vừa chốt cho em tím 2. Không mặc ống rộng vậy là em hết. Có cái mẫu như vậy luôn nhưng mà cái chất nó rất là đẹp, cái chất nó là hàng shop, giá nó cao hơn y chang vậy luôn mà nó là một màu.
Đó, để em lên nha, em lên mẫu đó là bán 140 thì bây giờ em đang sale là 120. Đó, chị nào thích thì em lên cái mẫu y chang vậy luôn, y chang cái bộ tím đó đó. Nhưng mà nó là một màu nha. Rồi cái này lên giúp em mã tím 2 đi mọi người. Lửng ống rộng như em mặc nha, đây lửng ống rộng như em mặc nè. 75.000 một bộ. Rồi màu e hoa em mặc là xanh ngọc size số 1, rồi mã này lên cho em mã tím size 2 nha. 50 55 kg, size 1 40 đến 50 kg. Cho cao tím 52 kg vừa. Có 68 kg quần dài, chị Trân Hằng có, chị đẹp. Rồi em lên bộ quần dài ống rộng nè. Đồng giá 75.000 hết nha mọi người. Chị Trần Hằng à, quên, 68 kg, chị Trần Hằng mặc size số 5 cho em nha. Mẫu này mặc size số 5 giùm em. Đây, ống rộng nha mấy chị, ống rộng dài nha, bộ hoa ống rộng dài. Chị mình ơi, xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giùm em đi mấy chị đẹp. Cho em xin lượt chia sẻ đi mọi người ơi. Rồi y chang cái bộ ống ôm nãy em mặc luôn nha, nhưng mà cái này là lên ống rộng và cái hoa nó khác hơn. Đó, cao sang cho mọi người luôn. Mẫu này các chị mặc mang dép cao cao xíu là ăn gian cái dáng mình lên lắm không. Rồi chị nào thích bộ này chốt cho em mã này lên cho em mã hoa sâm đi mấy chị, size số 2. Em đang mặc là size số 2. Size số 2 này tầm chừng 45 cho tới 53 kg vừa nha các chị đẹp. 45 53 kg vừa giùm em size số 2. Chị Yến Kim có áo len, chị áo len 35.000 một cái chị đẹp. Rồi cái này lên cho em mã hoa vàng, em còn size 234. Hoa vàng size 234 mấy chị đẹp ơi. Hoa vàng 234. Rồi em có cái mẫu này nữa nè, nó y chang vậy luôn ha, mà quần ống ôm một màu. Em lên cái mẫu này đó, em lên đó thì chị nào thích thì lấy ha. Mẫu này 120 nha. Bộ một màu chất thun đó là thun xô len nha mọi người. Mẫu này em bán là 140, bây giờ em sale 120 thôi. Đó. Và có rất là nhiều màu luôn. Quần dài ống ôm nha. Đây, chị Trang Nguyễn nè, mình có thích cái mẫu này thì em lên cho nha. Quần dài ống ôm. Và thun nó rất là dày luôn nha mọi người. Chị nào đẹp thì chị đẹp nào thích cái mẫu này thì em lên màu cho lên size cho mà chốt nha. Một màu 120, mẫu này 120. Trăm 67 kg mà size số 5 cho em nha chị Trần Hằng. Em lên cái nào có size số 5 chị chốt giùm em nha. Rồi hoa vàng em còn size 234, chị nào vừa chốt cho em hoa vàng size 234. Đây mấy chị đẹp. Rồi lên mã hoa vàng 234 giùm em mẫu như em mặc nha.
coi không? Trời ơi, đẹp chưa? Mã hoa hồng giùm em nha, mã hồng em còn 2 với 5. Nè cái màu cái này chị Trần Hằng là mặc size 5 vừa nè, chốt cho em hồng 5 nếu mình thích nha. Mặc coi đi, chị Yến Kim mặc cái mẫu nào chị? Mặc mẫu nào chị Yến Kim ơi? Rồi cái này lên cho em hồng, em còn size 2 và size 5. Chốt cho em hồng 2 năm nha mọi người ơi, là như cái mẫu em đang mặc nè. Rồi lên hồng 2 năm giùm em, quần là quần ống rộng nha. Tay quần ống rộng. Rồi lên cho em mã hồng size 2, size 5 giùm em. Mặc coi đi là mặc mẫu nào chị Kim ơi. Rồi hồng em còn 2 và 5. Mã này lên giùm em mã xanh ngọc. Lên từng mẫu một nha mấy chị. Rồi xanh ngọc em còn size 1, size 2. Em chào chị Tường Vi nha, 75 ngàn một bộ chị đẹp. Như em mặc mẫu như em mặc quần dài ống rộng. Bộ hoa quần dài ống rộng 1, 2, 4, 5. Rồi bộ này xanh ngọc 1, 2, 4, 5 giùm em. Xanh ngọc 1, 2, 4, 5 mấy chị đẹp gái ơi. Đây, xanh ngọc 1, 2, 4, 5. Mấy chị đẹp ơi, mẫu này các chị có thể không thích, nhưng mà những chị khác người ta thích. Thì các chị chờ em lên từng mẫu 1 nha mọi người. Đừng có lên cái mấy chị không thích cái khi qua mẫu, những người khác người ta không coi được nha. Lên từng mẫu 1 hết cái này thì em lên cái khác. Rồi bộ như em mặc nè mấy chị đẹp, 75 ngàn một bộ ha. Giá sale 101, sale còn 75. Chứ cứ lên cái mấy chị không thích kêu qua, lên cái không thích kêu qua người khác người ta không coi được mấy chị. Cái này là thun gân ý nhập nha chị Tường Vi ơi. Rồi lên với em hoa xanh ngọc size số 1245 mã hoa xanh ngọc. Mình có like thì mình theo dõi từ từ giùm em nha. 56 tuổi hả chị Trần Hằng, 56 tuổi là lấy bông này được nè chị. Đây 56 tuổi lấy bông này nè chị. Màu đen rồi, chờ em một xíu hết mẫu này, còn có mấy hoa nữa hả, em sẽ qua mẫu đó cho. Rồi 56 tuổi là cái hoa này nó đầm hơn nè chị đẹp. Rồi chị nào thích cái này lên với em mã hoa xám, em còn size 2, 4, 5. Chốt hoa xám 2, 4, 5 giùm em nha. Nền đen hoa xám. Rồi chốt mã hoa xám size 2, 4, 5. Hoa xám 2, 4, 5 nha chị đẹp. Rồi em còn cái hoa trắng này nữa là nó tối màu nè. Còn nha chị Nguyễn Hiền, nhưng mà thun thiêu hoa là em còn size số 2 xanh ngọc. Chị Cẩm Loan số 2 xanh ngọc. Rồi ok, chị Cẩm Loan số 2 xanh ngọc nè. Không nha chị Cẩm Loan ơi, cái này là sale có 75 ngàn một bộ là sale lỗ rồi, làm sao mà miễn ship. Ví dụ như em bán 110 ngàn một bộ, 3 bộ em đi ship cho các chị được. Còn này là bán một bộ lỗ 15 ngàn thì không có đi ship mọi người được nha. Tại cái này là em bán hàng sale rồi nha, là ship đồng giá 30 ngàn giùm em. 245 xám. Chị Trần Hằng 245 xám mà là xám chị chốt size nào? Size 5 hả chị? Hay là chị chốt size 2, 2, size 4, size 5 vậy? Em chốt chị size số 5 nha, 2, 4, 5 tức là nó màu xám này. Em còn size 2, size 4, size 5. 67kg là em chốt chị size số 5 nha chị đẹp. Trần Hằng. Chị Trần Hằng này là khách cũ phải không chị ơi? Nếu mà khách cũ, nếu mà khách mới thì lên số điện thoại giùm em nha. Rồi chị Trần Hằng xám nè.
68kg rồi, em lấy chị size số 5 đó, chị là chị chốt cho em 65 nha. Rồi cái này lên giúp em mã trắng 5. Trắng này em còn size 2, size 4, size 5 nha chị. 1, 2, 4, 5 giùm em. Mã trắng này em còn size 1, 2, 4, 5. Rồi chị nào vừa chốt cho em trắng 1, 2, 4, 5, bộ nào mặc lên cũng đẹp hết, em nói thiệt. Ok khách cũ, ok chị. Chị Trần Loan ơi, mẫu này em sỉ là nhiêu? Em sỉ 95. Em nhập là 90 rồi, em sỉ 95. Hiện tại là bán rẻ hơn giá sỉ luôn nha chị. Hiện tại là bán rẻ hơn giá sỉ luôn nha mọi người. Sỉ là 95, bán 101 đó. Mà giờ bán nhiêu có 75 cho nên mọi người hốt tha hồ đi, bao nhiêu mọi người cũng hốt được hết trơn á. Chị nào mà lấy về bán là lấy vô tư luôn nha mọi người. Em bỏ sỉ tới 95 lận á. Giờ là em xả kho chứ làm gì mà có giá này đâu mấy chị đẹp ơi. Chị Đặng Nhanh ơi, hàng em đang lên đồng giá 75.000 một bộ nha chị đẹp. Thiệt mấy chị cứ ra chợ mà hỏi đi, một bộ đồ bình thường thôi là 90.000 rồi, không bao giờ dưới. Rồi chị nào thích cái hoa này lên giúp em mã hoa trắng size 1, 2, 4, 5 giùm em. Mã hoa trắng size 1, 2, 4, 5 nha. Rồi hoa trắng size 1, 2, 4, 5. Hoa trắng 1, 2, 4, 5 giúp em mấy chị đẹp ơi. Rồi qua mẫu nha. Còn cái hoa xanh này nữa nè. Không chị, size số 5 là tới 70kg thôi chị, không có size lớn hơn. Em chào chị Nga Phạm. Chị nhận được 2 bộ và 3 đen rồi. Em cảm ơn chị nha. Em chào chị Diệp Trần. Anh cao 1m57, nặng 68. Đặt hoa trắng 5. Rồi ok chị Diệp Trần, hoa trắng 5. Chị lên số điện thoại giùm em nha chị Diệp Trần ơi. Lên số điện thoại giùm em nha chị đẹp. Một bộ 75.000, ship từ 2 bộ trở lên, ship đồng giá 30.000 cho em nha. Cái này là em sale lỗ rồi, mọi người đừng kêu em re-ship nha các chị đẹp. 10 bộ em cũng không có re-ship nữa. Rồi chị Diệp Trần lên số điện thoại giùm em nha. Em chốt cho chị một bộ hoa trắng size 5 rồi. Hoa trắng em còn 2, 1, 2, 4, 5 mấy chị. Hoa trắng còn 1, 2, 4, 5, 75.000. Về là em nhập cả 100 bộ, cả 100 bộ, hồi giờ nó còn có 10 mấy 20 bộ, em mới sale cho mấy chị chứ. Cho chị đổi hoa trắng đi rồi ok chị. Trời ơi cái nào mặc lên cũng đẹp hết đó chị. Hỏi mặc cái xám lên cho coi. Ok đổi hoa trắng cho chị nha. Rồi xanh này em còn 2 và 5, chị nào vừa chốt này mọi người. Em qua mẫu một màu 120 một bộ nha. Rồi cái này chốt cho em mã xanh size 25. Rồi chốt mã xanh 25 giùm em nha. Lên cho em mã xanh size 2 và size 5 mấy chị. Xanh size 25 đồng giá 75.000 một bộ. Rồi qua mẫu nha mọi người. Chị Diệp Trần lên số điện thoại giúp em nha chị ơi, lên số điện thoại giùm em. Rồi qua mẫu Solen nè.
Rồi mẫu này 120 nha. Chị nào muốn xem mẫu này? Xanh chị Trần Hằng, xanh là chị lấy size số 5 hay là lấy size 2 và size 5 luôn vậy? Chỗ này size số 4 đi. Em chốt cho chị cái xanh 5 ha chị Trần Hằng, hay là chị lấy cả 2 và 5? Chị Nguyễn Hiền ơi, bộ theo thun hết size nhỏ thì chị, em còn từ size 3 trở lên là 55kg trở lên là chị ơi. Bộ theo thun 60.000 một bộ á, là em còn size số 3 trở lên hà. Size số 2 em hết nha. Rồi bộ một màu solen 140 em sale 120 nè, chị đẹp nào thích thì chốt nha mọi người. Cái này form ôm nha. Form ôm vải rất là dày luôn. Rồi màu em mặc là màu đen. Quần có hai túi cho em nha. Đó, dễ thương chưa? Tay cánh tiên. Trang bộ nãy em mặc quần ôm luôn á, nhưng mà nó là một màu. Coi chị Yến Kim còn đó không chị đẹp? Đây ha. Xem theo hả? Coi mẫu em đang mặc có chị nào thích không? 120. Đây, theo nè mấy chị. Còn có mấy bộ hả, hôm qua là hết rồi. Ống rộng suông chị Diệp Trần, em chốt cho chị một bộ màu trắng size 5 rồi đó, chị lên số điện thoại giùm em đi. Đây đồ bộ thun thêu nè, 60.000 một bộ nè, chị nào hỏi em. Em còn size số 3. Chị Yến Kim ơi còn đó không? Chấm bài lên cái để em biết, em lên cái mẫu chị hỏi nè. Rồi size số 3 là từ 53 cho tới 60kg giùm em nha. 53 tới 60kg. Để em mặc thử bộ size số 3. Rồi size số 3 em còn có một bộ màu vàng này thôi, chị nào vừa chốt. Rồi em lên cái mẫu nó nhanh, em qua lại mẫu này cho mấy chị nha. Xin thơm về trễ người ta. Chị Diệp Trần lên số điện thoại giùm em đi chị, em đâu thấy số điện thoại của chị đâu. Không chị Nguyễn Hiền ơi, thun thêu em chỉ có mẫu này chứ làm gì có mẫu nào 65.000 đâu chị. Đâu có mẫu nào mà 65.000 mẫu này nha chị, em chỉ có mẫu này thôi. Rồi bộ thun nha, 60.000 một bộ. Trời ơi, chất cái thun của nó nè mọi người ơi, co giãn cực kỳ cho em luôn. Co giãn cực kỳ luôn nha. Đây ha, em 40kg, em đang mặc là size số 3. Lấy size 1 chuyển kim ok chị. Size 1 là cái này form ôm nha chị. Form ôm là 40kg cho tới là 48kg vừa thôi nha chị Yến Kim. Còn nhiều màu lắm. Mẫu này mặc rất là sang luôn, đẳng cấp cực kỳ. Ok, em chốt cho chị Yến Kim bộ này.
Rồi màu em mặc size số 3 nè, 53 cho đến 60 kg vừa. Còn chị nào mà dưới đó muốn mặc thì mặc giống như em là 40 kg đó, mấy chị cứ nhìn đây ha. Đó, mọi người nhìn ha, em đang mặc là size số 3. Thực sự là nó rộng nhưng mà chị nào mặc thoải mái thì mặc được, 40 kg vẫn mặc được giùm em nha. Rồi reel này size số 4. Reel này size số 4, bộ em lên 60.000 một bộ. Cái chất thun của nó là mọi người ơi, co giãn mặc ở nhà mát mẻ lắm, thấm hút mồ hôi. Có 60.000 một bộ à. Mà hoa là nó hoa thêu lên áo luôn nha các chị. Đó, em để gần mọi người xem nè. Thêu lên luôn ha. Rồi size số 4, 57 đến 65 kg vừa cho em nè. Chốt cho em reel 4. Rồi lên cho em mã reel size 4. Nãy là mình cũng mới mua cái chai nước khoáng chanh. Màu đen chị Trần Hằng, màu đen có size lớn, màu đen loại 120 hả chị Trần Hằng? Chị Trần Hằng. Chị Lâm Trần ơi, đây size 4 nha em, còn bộ reel này chị nào vừa chốt cho em reel 4. Mẫu như em mặc nha. 60.000 một bộ, chốt reel 4 giùm em. Xả hết mọi người ơi, nó lại bán giá sale hết cho các chị luôn đó. Rồi size 4, em còn màu reel nè. Thì con có được vô không? Dạ được. Mẫu thêu chị mua rồi hả? Rồi hồng nè mấy chị, hồng nhạt, trời ơi đẹp chưa? Hồng nhạt em còn size 3, 4, 5, 6 luôn. Chị nào vừa chốt cho em hồng nhạt size 3, 4, 5, 6 từ 53 kg cho tới là 75 kg nha. Màu hồng này ha, hồng nhạt đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Thun nó nè, mịn màng luôn, có 60.000 à. Đẹp xuất sắc, em nói thiệt, mẫu này quá đẹp. Với cái giá này mà mẫu này như vậy nó rất là đẹp luôn á mấy chị. Rồi lên giúp em hồng nhạt size 3, 4, 5, 6. Chị Trần Hằng màu đen đó em có size số 5 đó chị. Size số 5 cho tới là 67, 68 kg vừa đó chị đẹp. Màu đen mà mẫu 120 em mới lên á. Chị có chốt thì chốt đen 5 giùm em nha. Rồi còn chị nào mà xem hoa theo nữa không, hết rồi đó. Em cũng còn nhiêu đó màu thôi à. Còn một bộ màu hồng tươi size số 6. Size số 6 nè, 65 tới 75 kg vừa, hồng tươi, chị nào thích chốt cho em hồng tươi nha. Hồng tươi. Rồi lên cho em hồng tươi size số 6. 65 tới 75 kg mặc vừa. Em còn một bộ đen size số 6 nữa. Màu đen size số 6 của khách hôm qua chốt mà gọi điện không được, em xả ra luôn nè. Đây, màu đen. Rồi bộ đen này size số 6 luôn, chị nào thích thì chốt nha mấy chị đẹp. 60.000 một bộ, trời em nói nó đẹp xuất sắc luôn. 65 cho tới 75 kg là mặt đẹp, mặt vừa. Rồi chốt cho em đen size 6, thun rất là mát luôn nha các chị. Thiệt nó mát như thun cô tông, em nói thiệt. Cầm vô em ru à. Rồi qua mẫu nha. Rồi em lên tiếp mẫu 120 cho mấy chị nha. Mẫu 120, màu đen. Đây, chị đẹp nào vừa chốt đen cho em còn size 2, size 4, size 5 mã đen. 2, 3, 4, 5 mã đen, size 2, 3, 4, 5 giùm em ha. Mã đen size 2, 3, 4, 5. Rồi màu vàng em còn size 3, 4, 5. Chị nào vừa thích chốt cho em vàng. Vàng 3, 4, 5. Vàng này là vàng nghệ chứ. Vàng nó nhạt nhạt chứ không phải là vàng tươi rói không mọi người. Màu vàng mặc lên rất là trắng da luôn. Còn 140 em sale còn 120 nha. Vải rất là dày, vải này là vải thun Solen nha mọi người. Rồi chốt cho em vàng size 3, 4, 5. Thun mặt rất là mát. Rồi chốt vàng 3, 4, 5 giùm em.
Vàng 345. Màu đen có size 5 đó chị Trần Hằng. Rồi vàng 345 mấy chị đẹp ơi, đẹp chưa? Chốt vàng 345 lên cho em nha. Chị nào chưa đủ đơn thì chốt lên cho em cho mấy chị, chốt chưa đủ đơn của chị em đi đơn luôn. Còn lên nào chị tím xanh thì cũng có đó, đỏ vô. Màu đỏ đô nha, em còn size 1, 2, 4, 5 mã đỏ đô. Màu đỏ đô nha mấy chị. Em chào chị Trung Khương. Mấy chị đẹp xem like chấm bài tương tác, chia sẻ like lên giùm em nha. Hôm nay xả kho, mọi người chia sẻ like lên cho em nè. Rồi bộ này là bộ hàng đẹp nha, không xô lên, dày dặn luôn, 140 em sale còn 120 nè mấy chị. Rồi lên mã đỏ đô size 1, 3, 1, 2, 4, 5 dùm em. Rồi đỏ đô nha mấy chị ơi. Quần có 2 túi nha. Chị đẹp nào thích màu này lên giúp em đỏ đô tay cánh tiên nha mọi người, tay cánh tiên. Ở ngoài sao đang dây nè. Rồi chị nào vừa cái này chốt cho em. Cái chỗ này nó bị sổ chỉ, chút nữa em đạp lại cho mấy chị nó bị bung chỉ. Rồi chốt cho em mã đỏ đô nha. Chị bung chỉ, xíu nữa em đạp lại. Rồi đỏ đô size 1, 2, 4, 5 giùm em mã đỏ đô. 120 mấy chị đẹp. Màu đẹp cho mọi người nha. Rồi màu này là màu hồng ruốc. Hồng ruốc, chí đẹp là thích chốt hồng ruốc giùm em còn size 1 và size 2. Lên cho em màu hồng ruốc nha, size 1, 2. Mẫu như em mặc nha mấy chị đẹp, mẫu như em mặc thôi. Dễ thương cực kỳ luôn. Rồi lên cho em hồng ruốc size 1, 2 giùm em nha. 1, 40 đến 47 kg thôi, size 2 là 47 đến 53 kg nha mấy chị, cái này form ôm. Em chào chị Phụng Trà. Rồi lên mã hồng ruốc giùm em. 1, 2. Màu em mặc là đỏ đô nha. Rồi cái này lên giúp em, mã này là mã tím. Tím em còn size 2, size 3 và size 5. Chốt mã tím size 2, 3, 5. Tím hơi xanh xanh mấy chị. Đó. Rồi lên cho em tím size 2, 3, 5 dùm em nha. Tím 2, 3, 5. Chị nào vừa cái nào chốt cái đó. Rồi lên mã tím 2, 3, 5 giúp em. Mấy chị còn xem like chấm bài lên đi mọi người ơi. Rồi tím size 2, 3, 5 nha. Này lên cho em màu này là xanh rêu. Em còn bộ số 3. Màu xanh rêu. Rồi chị nào vừa chốt cho em xanh rêu size số 3 nha. Size 3 chốt mã xanh rêu 3. Màu xanh rêu đẹp lắm đó mọi người. Rồi lên xanh rêu 3 giùm em. Chào chị Bích Trần. Mẫu này 120 nha chị. 140 em sale còn 120. Ủa chứ xanh rêu còn chứ, xanh rêu còn nè.
xanh riêu em còn 1, 2, 3 năm nha mấy chị đẹp ơi. Xanh riêu em còn 1, 2, 3 năm. Màu xanh riêu lên rất là đẹp luôn. Rồi hết này em lên áo len cho mấy chị nha. Áo len đồng giá 35.000. Rồi xanh rêu nha mấy chị đẹp. Đó, chị đẹp mà thích màu này lên giúp em xanh rêu còn 1, 2, 3, 5 nữa xanh rêu. Rồi cái này lên cho em xanh coban. Size 2, 3, 4, 5 mã xanh coban giùm em nha. Mẫu nhiêm mặt. Xanh coban size 2, 3, 4, 5, 47kg cho đến là 68kg người nha. Mẫu này ôm cho nên là thuộc lại 2kg giúp em, bình thường là tới 70kg mà là tới 68kg cho em thôi ha. Rồi chốt cho em mã xanh coban size 2, 3, 4, 5. Rồi mấy chị ơi, còn chị nào xem like nữa không chấm bài lên, em lên áo len nè, em lên áo len, chị nào muốn xem áo len chấm bài lên giùm em nha. Để em biết lên không thôi, ít người quá thì em xuống like luôn. Chị nào muốn xem áo len chấm bài lên giùm em đi mọi người ơi, bạn biết lên nha. Đồng giá 35.000 mấy chị đẹp gái chấm bài lên em đi, còn mấy người vậy. Rồi em lên áo len. Chờ em xíu mấy chị, cột dọn cái chỗ này qua một bên cái. Rồi lên áo len nha mọi người, 35.000 đồng giá giùm em. Trời bữa nay lạnh rồi đó mấy chị. Chị nào chưa đủ đơn tranh thủ chốt đủ đơn giùm em nha mọi người. Còn chỗ đứng luôn mấy chị yêu, chờ em xíu nha. Rồi đây mấy chị ơi, form 60kg trở lại chốt cho em mã 1. Lên mã 1 giùm em nha. Tắt mình này. Đồng giá 35.000 thôi mấy chị đẹp.
Cái chị chờ em xíu nha, em phát bên nhóm này cái. Rồi lên mã 1 giùm em mọi người ơi. 60kg trở lại. Trời ơi bao đẹp luôn. Chốt mã 1 giúp em nha. Mã 1. Rồi một cái cổ lọ nè mọi người. Lên với em mã này mã số 2. Cổ lọ nha. 50kg trở lại chốt mã 2. Nói chung cái này các chị mặc rộng thoải mái. Tại vì nó là dạng như áo ấm. Rồi lên mã 2 giùm em nha. Mã 2 mấy chị đẹp gái ơi, mã 2. Cái em mặc là mã 1 nha. Dễ thương cực kỳ luôn. Rồi lên mã 2 cho em cổ lọ. Mã 2 nha mấy chị. Rồi mã 2. Cái này là form ngắn nha mọi người, form đốc tốt. 50kg trở lại lên cho em mã 3. Đính ngọc. Rồi chốt mã số 3 giùm em nha. Đồng giá 35. Chị nào đang xem like chấm bài lên mọi người ơi, chấm bài lên. Rồi mã số 3. Chốt mã 3 giúp em nè. Form ngắn nha các chị, cái này form rất tốt ha. Rồi lên cho em mã 3. Ký trở lại lên cho em mã số 4. Chốt mã 4. Áo len nha mọi người, lên cho em mã 4. Rồi chốt mã 4 giùm em màu xám. Rồi lên mã 4 ha. Ký trở lại nè, lên cho em mã số 5, cổ lọ. Cổ 3 phân đó mọi người, cổ 3 phân. Mã 5 giùm em nha, mã 5. Đồng giá 35.000, 57kg trở lại chốt cho em mã số 5. Rồi lên mã 5 giúp em, cái em đang mặc chốt mã 1 nha mấy chị. Rồi mã 5. Mã 6. Lên mã 6 giùm em. Đây mọi người ơi, mã 6 chế nào vừa chốt mã 6. 52, 53 ký trở lại vừa, lên mã 6 giùm em nè. Trời em like em còn nói số ký, người khác tao không nói số ký không. Rồi một em hồng dễ cưng quá. Mã 7 giùm em nha, mã 7, 55kg trở lại lên mã 7. Lọc cổ. Rất đẹp luôn. Cái tay nhúng như này mấy chị. Rồi lên cho em mã 7. Mã 7 giùm em nha. Rồi một cái cổ lọ nè. 60kg trở lại vừa, lên cho em mã 8. Màu tím tím, màu tím nhạt mấy chị. Rồi cổ lọ lên cho em mã số 8. Chốt mã 8 giúp em. Trời ơi, cái này sáng mặc hay là buổi tối, chiều mặc ra đường ấm, vừa ấm vừa đẹp nữa mấy chị. Rồi lên mã 8 giùm em. Mã 8. Mấy chị đẹp ơi, có xem còn có xem áo không vậy? Sao mà chấm bài rồi im ru vậy? Rồi cái này lên mã 9 giùm em nha. Tà ngắn tà dài nha mấy chị đẹp. Rồi lên cho em mã 9. Màu hồng nha, chốt mã 9. 60kg trở lại lên mã 9 giúp em. Lên mấy cái nữa mà em thấy em ru là em xuống luôn á mọi người.
ơi, một cái đầm mấy chị ơi, một cái đầm. Trời ơi, một cái đầm dễ thương chưa? Đầm 3 tầng. Trời ơi, bằng Nhung. Rồi cái đầm là chị nào thích thì chốt. Chốt đầm giùm em nha. Đầm này 57kg trở lại vừa. Chốt cho em mã đầm mấy chị ơi. Lên mã đầm giúp em. Trời ơi, đẹp quá. Rồi lên mã đầm ha. Ít người quá chắc em xuống mấy chị ơi. Ít người like mất công quá à. Rồi cái này 55kg trở lại cho em nha. Lên cho em mã này mã số 10. Đẹp quá. Rồi lên cho em mã số 10 mấy chị đẹp. Mã 10 giùm em. Lên cho em mã 10. Rồi mã 11. Đầm Nhung ok em lấy cho chị Trần Hằng. Trời ơi cái đầm nó đẹp nhức nhối luôn. Chị sao em bán 35 ngàn cho mấy chị luôn mà không lấy à. Rồi cái này lên mã 11 giùm em nha. Mã 11. Rồi mã 12 giùm em là cổ 3 phân. Mã 12 giúp em nha, cổ 3 phân nha. Sẽ like. Sẽ like mấy chị. Rồi chỉ đẹp nào thích chốt giùm em nè. Mã 10. Mã 10 là cái nào ta? Mã 10 là cái nào chị Bích Trần? Đây hả? Cái màu hồng này hay là cái màu đen? Cái màu hồng đúng không? Đúng thì ok giùm em nha. Thôi mấy chị ơi em xuống like nha. Còn mấy người like chán lắm. Xuống like đi, chị cũng rảnh em like tiếp. Bye bye mấy chị đẹp. Đầm còn nhiều lắm, đầm chung với len này còn nhiều lắm mấy chị. Chị nào muốn xem đầm em lên đầm luôn cho. Ít người quá à. Rồi cái này là một cái hot đi có nón nha mọi người. Hot đi có nón nè. 60kg trở lại vừa chốt cho em mã số 13. Mã 13 giùm em. Lên mã 13. Mã 10 cái màu nâu với cái màu đen hả chị? Cái đó nó nhỏ hả chị? Màu nâu với cái màu đen. Là cái này á hả chị Bích Trần? Bà ba chị Thí An ơi, bộ áo bông là 120, còn bộ áo màu là 135 nha chị. Cái này là 50kg trở lại thôi nha chị, 55kg trở lại thôi nha. 55kg trở lại, cái đen này nè, 55kg trở lại thôi nha. Với cái nâu này hả? Nâu nào? Nâu này hả? Đây cái này đẹp quá trời luôn nè. 53kg trở lại cái nâu. Thôi em xuống like nha mấy chị ơi. Bye bye mọi người.